Hi, bonjour, xin chào. I'm really happy to be here today in Royal Seafood Store in Tao Dinh to start this promotion of great Canadian seafood products right here in Vietnam. I live in Tao Dinh. I've been to this store many times, and every time I come here, it gives me great pleasure to see Canadian products right here, easy to buy. We have products from coast to coast, from Nova Scotia to British Columbia. We have great lobsters from Nova Scotia. That's what it's famous. That's what it's well known for. Oysters from the British Columbia coast. And every time again, I look at these products, I've been to these places, it makes me think of the clean, pristine waters, a little bit cold, but also the highest quality, highest standards that Canada uses for the safety products and safety controls. And again, right here in Tao Dinh. And I should also mention that with the free trade agreement that we have with Vietnam through the Trans-Pacific Partnership, that means less tariffs, that means less taxes, essentially. So the prices have come down, while the quality and the taste that you know is right here. So what better way to enjoy a taste of Canada during Christmas season, during Tet, during holidays, during New Year. And so please enjoy. Chúc con mừng. Xin chào, như các anh chị đã biết, hải sản Canada thì cũng rất là phong phú và được người dân đón nhận rất là nồng nhiệt khi xuất hiện tại Việt Nam. Và Đại sứ quán Canada, Tổng lãnh sự quán Canada và Tham tán Thương mại Canada cũng thường xuyên tổ chức những cái chương trình, những cái lễ hội để giới thiệu, quảng bá những cái sản phẩm Canada ở thị trường Việt Nam. Và Hoàng Gia thì gần như luôn được lựa chọn là một trong những đối tác để mà cùng với lại Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán lan tỏa những cái sản phẩm hải sản từ Canada với nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Xin chào quý khách, hôm nay hải sản Hoàng Gia rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán Canada tổ chức lễ hội tôm hùm Canada tại Việt Nam. Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành nhập khẩu và phân phối thủy hải sản cao cấp, Hải sản Hoàng Gia tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành nhập khẩu hải sản và chế biến mang đi. Với đội ngũ bếp giàu năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ có một thực đơn phong phú để đem lại những trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng khi muốn thưởng thức hải sản Canada. Tôi tin rằng ngày càng có nhiều người Việt Nam sẽ được thưởng thức hải sản Canada và hải sản Canada sẽ ngày càng được yêu thích tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Hello mọi người, mình là Minh Sù và Minh Sù đang có mặt tại một cửa hàng mới của hải sản Hoàng Gia, địa chỉ là 16 Quốc Hương, quận 2. Minh Sù nghĩ rằng là tất cả những người đam mê hải sản thì khi mà đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi mà có rất là nhiều loại hải sản vừa miền của mình. Yeah. Và đặc biệt hơn hết là từ Canada nhập khẩu về đây thì chắc chắn là tất cả những các loại hải sản ở đây sẽ rất là to và rất là tươi sống, rất là ngon. Minh Sù thấy hiện nay tại cơ sở này thì có rất là nhiều những cái công nghệ để có thể là giữ được cho các em hải sản thật là tươi sống. Và điều đặc biệt hơn hết là có chế biến luôn tại đây và gửi tới nhà cho các bạn luôn, rất là hợp lý. Và trong cái dịp lễ hội Hoàng Gia này á, thì Minh Sù đến đây, Minh Sù cảm thấy là có rất là đông các bạn nghệ sĩ, có rất là đông những khách hàng của hải sản Hoàng Gia. Cho nên Minh Sù tin là với cái tình yêu này á, thì tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho hải sản Hoàng Gia nhé. Chúc mọi người sẽ có thật là nhiều những bữa ăn ngon với hải sản Hoàng Gia. Yeah, love you.